Drop it. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào giải bài tập về lát bài đoạn. Thì bài tập đây là bài tập của chúng ta. Chúng ta sẽ có các yêu cầu như sau: là vẽ mặt nguyên lý, vẽ lưu đồ, viết code và mô phỏng. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào phần vẽ mặt nguyên lý. Thì trước khi vẽ mặt nguyên lý, chúng ta sẽ đọc lại đề bài và xem coi các mặt nguyên lý của chúng ta cần những linh kiện nào. Cho vi điều khiển biết 16F887 kết nối với 3 nút nhấn up, down, star và 2 led bẻ đoạn. Thì chúng ta sẽ thấy là cái mặt điều khiển chúng ta sẽ mặt nguyên lý của chúng ta sẽ cần một con vi điều khiển F bit 16F887, 3 nút nhấn và 2 led bẻ đoạn. Và đây là mặt nguyên lý của mình sau khi đã vẽ xong. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta cần một con bit 16F887 là con ở giữa này, và 3 nút nhấn up, down và star. Đây là 3 nút nhấn của mình được nối vào bên bột B. Còn đây là hai led của mình. Led màu xanh thì thể hiện số hàng chục, led màu đỏ thể hiện số hàng đơn vị. Và hai led này thì thông qua hai thanh điện trở 220 ohm này thì nối vào các bọt tương ứng là led xanh thì nó là bọt C, led đỏ thì nó là bọt D. Và như những bài trước thì chúng ta sẽ có một cái mặt để reset lại cái con bit này, và một cái phần để tạo dao động ngoài thì mình đã nói ở những cái bài tập trước rồi, thì bây giờ mình sẽ không nhắc lại. Và thế là mình đã hoàn thành xong được một cái mặt nguyên lý. Sau khi chúng ta đã vẽ xong mặt nguyên lý thì chúng ta sẽ đi đến phần là vẽ lưu đồ. Thì trước khi vẽ lưu đồ chúng ta sẽ xem yêu cầu đề bài là gì. Yêu cầu của đề bài là ban đầu 2 led 7 đoạn thì số 05, nhấn up thì tăng một đơn vị, nhấn down giảm hai đơn vị. Phạm vi điều khiển của phạm vi hiển thị của 2 led 7 đoạn nằm từ 05 đến 15. Nhấn star thì 2 led 7 đoạn đang hiển thị số bao nhiêu sẽ nhấp nháy số đó bao nhiêu lần. Thì sau khi đọc xong yêu cầu đề bài thì mình đã vẽ xong được cái lưu đồ này. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích cái lưu đồ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái phần đó chính là begin để bắt đầu cái chương trình. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào khai báo thư viện, khai báo biến với chương trình con mà có hình cái chương. Cái chương trình con ở đây thì là mình viết cái phần để cho cái bấm nút start thì cái hai đèn led nó sẽ chớp tắt. Sau đó thì mình gán biến y bằng 5. Thì do đề bài nó yêu cầu là ban đầu 2 led bắt đầu hiển thị số 05 nên mình sẽ gán y bằng 5. Sau đó thì chúng ta quan tâm đến nút up và nút down có nhấn hay không. Nếu mà nút up có nhấn thì y sẽ tăng lên một đơn vị. Nếu mà nút down có nhấn thì y sẽ giảm đi hai đơn vị. Đây, nút up thì nó sẽ tăng một đơn vị, nút down sẽ giảm hai đơn vị. Và sau khi nhấn hai nút này xong thì chúng ta sẽ đi đến phần so sánh biến y. Vì cái đề bài đó yêu cầu là phạm vi hiển thị của hai led giai đoạn chỉ nằm từ 05 đến 15. Nên mình sẽ tiến hành kiểm tra biến y. Nếu mà y bé hơn 5 hoặc là y lớn hơn 15 thì mình sẽ quay lại cái bước là gán y bằng 5. Còn nếu mà y nằm trong đoạn từ 5 đến 15 thì chúng ta sẽ cho led 7 đoạn C hiển thị số hàng chục của y và led 7 đoạn của hàng D hiển thị số hàng đơn vị của y. Và sau đó chúng ta sẽ quay lại cái phần kiểm tra để tiếp tục cái vòng tuần hoàn. Còn nếu trong một cái điều kiện gì đó mình không biết được, nếu mà y nó cũng không nằm giữa 5 với 15 thì mình cũng sẽ quay lại gán y bằng 5. Và sau khi đã có được hai nút nhấn up và down xong rồi thì chúng ta sẽ quan tâm đến nút star. Nếu mà nút star có nhấn thì nó sẽ chớp tắt y lần cái số y. Thí dụ số y đang là số 5 thì nó sẽ chớp tắt 5 lần cái số 5 đó. Y là số 6 thì nó sẽ chớp tắt 6 lần số 6 đó. Và nếu mà sai thì nó sẽ, nếu mà nó không nhấn nút sai chúng ta sẽ quay lại kiểm tra, nếu mà có nhấn thì chúng ta cũng quay lại kiểm tra hoặc là kết thúc chương trình. Vậy là mình đã xong được cái phần vẽ lưu đồ của mình. Sau khi chúng ta đã vẽ xong lưu đồ thì chúng ta sẽ đi đến phần viết code.
thì chúng ta sẽ dựa vào cái lưu đồ để chúng ta có thể viết nên cái đoạn code. Và đây là cái đoạn code của mình. Thì theo lưu đồ thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào khai báo thư viện, khai báo biến, viết chương trình con và có hình cái chân. Và đây chính là mình đã khai báo thư viện. Mình khai báo sung clock là mình tiến hành định nghĩa cái chân. Định nghĩa cái chân này thì mình dựa vào sơ đồ cái mạch nguyên lý của mình để định nghĩa. Thì mình thấy là nút star của mình thì được nói với chân B5, nút up thì được nói với chân B6 và nút down được nói với chân B7. Nên mình đã định nghĩa là nút star chính là chân B5, nút up là chân B6 và nút down là chân B7. Và sau đó mình tiến hành khai báo các biến, đó chính là các biến không dấu i, m, t và y. Và tiếp theo là khai báo một cái đoạn mã bảy đoạn. Thì cái đoạn này chúng ta có thể xem trên mạng hoặc là theo các bài giảng của thầy mà chúng ta viết được cái đoạn mã bảy đoạn này. Nó đóng vai trò là cái phần giải mã cho cái con led bảy đoạn có thể sáng theo cái số tương ứng mà mình yêu cầu. Và mình nói là mình viết một cái phần chương trình con để cho nó thực hiện chất tác. Và đây là cái phần chương trình con của mình. Thì chúng ta sẽ thấy là dựa vào y, số y là bao nhiêu thì cái vòng lặp for này sẽ chạy bấy nhiêu lần tương ứng với nó chất tác y lần. Đây. Nó đang ở cái số nào thì mình sẽ chất tác cái số đó. Đây là cái phần mà chất tác cái số đó. Đây là phần tác. Đây là phần hiện lên cái số đó. Và giữa hai phần này thì mình cho delay là 200 ms giây. Và thế là mình đã viết xong được cái code chất tác. Và chúng ta sẽ đi vào cái phần chương trình chính. Thì đầu tiên mình sẽ khai báo là các bậc C, nó chính là chân output. Bậc D cũng là chân output. Và các chân là chân star, chân up, chân down. Đây là những chân input. Và đầu tiên mình sẽ tiến hành gán biến. Thì mình sẽ cho y bằng 5. Đầu tiên sẽ y bằng 5. Đây, y bằng 5. Và chúng ta sẽ có một cái phần kiểm tra để hồi các cái dòng này có thể quay lại cái phần kiểm tra. Thì đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra nút up có nhấn hay không. Đây là cái phần kiểm tra nút up có nhấn hay không. Mình có một phần để chống dọi nút nhấn delay 10 ms giây. Nếu mà nút nút nó chắc chắn nhấn thì mình sẽ cho y bằng y cộng 1. Đây, mình sẽ cho y bằng y cộng 1. Là đã xong cái nút up. Nút down cũng tương tự, nó sẽ có một cái phần chống dọi nút nhấn delay 10 ms giây. Nếu mà chắc chắn nhấn thì y nó sẽ bằng y trừ 2. Và chúng ta sẽ tiến hành đến nút star. Nút star thì cũng tương tự như vậy. Mình cũng cho chống dọi delay 10 ms giây và nếu chắc chắn nhấn thì mình sẽ cho chạy cái chương trình chất tác. Sau đó mình sẽ tiến hành so sánh cái biến y. Nếu mà y bé hơn 5 hoặc là y lớn hơn 15. Đây, nếu mà y lớn hơn 5, y lớn hơn 15 hoặc y bé hơn 5 thì chúng ta sẽ quay lại cái phần gán biến. Chúng ta sẽ cho y là y bằng 5. Còn nếu mà ngoài trường hợp đó, nếu mà y nằm trong cái đoạn từ 5 đến 15 thì mình sẽ cho output d d mã bảy đoạn bằng y chia chia lấy dư cho 10. Thì ví dụ số đó là số 3 thì số 5 thì chia lấy dư cho 10 nó sẽ là số 5, số 15 hoặc là số 16 thì chia cho lấy dư cho 10 cũng sẽ tương ứng ra cái số là 5 và 6. Và đây là led bảy đoạn thể hiện cái số đơn vị của y. Và đây là cái bọc C của mình thì sẽ hiển thị cái số hàng chục của y bằng cách là mã bảy đoạn của cái số y chia cho 10. Và thế là mình đã viết được cái phần bọc D và bọc C thể hiện hai số của cái y. Và sau đó chúng ta sẽ quay lại kiểm tra. Sau khi đã chạy xong chúng ta sẽ quay lại kiểm tra mà cứ thế một cái vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Vậy là mình đã hoàn thành xong phần mình đã hoàn thành xong vòng viết code. Sau khi chúng ta đã viết xong code thì chúng ta sẽ đến cái phần thú vị nhất, đó chính là phần mô phỏng. Và đây là cái mặt của mình. Thì sau khi mình đã viết code xong thì mình sẽ tiến hành nạp code vào cái con bit này.
bằng cách là chúng ta sẽ kích chuột thải vào cái con bit, vào phần edit property, chọn cái file mà lúc nãy mình đã code xong, nó có đi hết thì mình sẽ chọn file này. Vậy là mình đã tiến hành nạp vào cái bit màu xám đó, nó mấy cái đoạn code lúc nãy mà mình đã viết xong. Thì chúng ta sẽ đi vào tiến hành mô phỏng. Đây, ban đầu thì Haleth sẽ tên hệ số 05. Khi chúng ta nhấn up thì sẽ tăng một đơn vị. Nhấn up tăng một đơn vị, nhấn up tăng một đơn vị. Đấy. Và đến số 10 thì số này là 1, cái này là 0. Và cứ thế. Khi đến số 15. Khi đến số 15 thì chúng ta sẽ thấy là nhấn lần nữa thì sẽ quay về số 5. Thì tại cái đề bài yêu cầu là nó chỉ hiển thị từ 0 tới 15 thôi, nên tới 15 mình nhấn một lần nữa nó không lên số 16 và nó sẽ quay về số 5. Tương tự nút down cũng vậy, ví dụ đang ở số 6, nếu mà mình nhấn down thì nó sẽ giảm về số 4. Nhưng mà led của mình không thể hiển thị số 4 nên nó cũng sẽ quay về số 5. Đây, down chúng ta sẽ giảm hai đơn vị, từ 8 chúng ta về 6. Nhưng mà từ 6 chúng ta không thể quay về 4 được, tại vì chúng ta chỉ có giới hạn ở 5 thôi. Đây. Vậy là mình đã hoàn thành xong hai nút up và down. Rồi chúng ta sẽ đi đến phần nút start. Nút start lúc nãy mình lập trình là khi bấm nút start thì nó đang ở số mấy thì nó sẽ chớp tắt cái số này. Ví dụ nó đang ở số 6 thì nó sẽ chớp tắt số 6 này 6 lần. Đây, chúng ta sẽ bấm nút start. 1 2 3 4 5 6. Đấy, chúng ta sẽ chớp tắt cái này 6 lần. Nếu mà nó ở số 7. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, chúng ta sẽ chớp tắt 7 lần. Tương tự ở số 10 thì chúng ta sẽ chớp tắt 10 lần. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong được cái đề bài. Và ở đây mình có nút reset, thì nếu mà bấm nút reset thì cái con viết này sẽ quay về cái trạng thái ban đầu. Đây, nó sẽ quay về số 5. Đây, bấm reset nó sẽ quay về số 5. Rồi đây, mình đã hoàn thành xong cái phần mô phỏng. Và mình đã hoàn thành xong bài tập số 3 về cái phần điều khiển Haleth 3 đoạn.